Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành nghị quyết số 465 nq quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí lớp nhà trẻ là 63.000 đồng một trẻ một tháng khu vực nông thôn, khu vực thành phố là 82.000 đồng một trẻ một tháng. Mức thu học phí lớp mẫu giáo là 50.000 đồng một trẻ một tháng khu vực nông thôn, 70.000 đồng một trẻ một tháng khu vực thành phố. Đối với học sinh trung học cơ sở, mức thu là 44.000 đồng một tháng một học sinh khu vực nông thôn và 60.000 đồng một tháng một học sinh khu vực thành phố. Đối với học sinh trung học phổ thông, mức thu là 57.000 đồng một tháng một học sinh khu vực nông thôn và 70.000 đồng một tháng một học sinh khu vực thành phố. Học phí theo hình thức học trực tuyến bằng mức thu học phí học trực tiếp. Tổng thời gian thu học phí phải đảm bảo không vượt quá 9 tháng trên năm học. Trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh, việc thu học phí áp dụng thời gian học thực tế.